Bữa nay Tâm được ăn ngon nữa nghe bà cô chú ơi. Mấy bạn cười con chết luôn á. Sao mà cười? Tại cái răng con có còn đâu. Trời chú sĩ ơi, răng có còn đâu. Mấy bạn cũng giống răng vậy. Ủa? Sợ bạn cười đó không bà cô chú? Cua. Đúng rồi. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế luôn hả? Dữ gì sao? Mày dạ. Bây giờ là ăn cua trước hay là đi nhổ răng trước? Ăn cua trước đi, tại vì chợ dưới răng xong ăn không ăn cua được. Trời ơi. Cái răng rồi đâu. Thôi mình đi á, mình đi trước. Chứ xong về mình ăn cũng được mà. Ý Tâm chị nói là bây giờ đi nhổ trước rồi về ăn cũng được nữa kìa. Thì vậy đi. Vậy đi hả? Nhổ rồi răng đâu mà ăn? Thì con chuyển đâu à? Anh lại thôi à. Nhổ hết luôn á. Mình đây có còn cái răng nào đâu nhỉ? Mà con của mình đó nè. Gia đình Tâm Tâm chào ông bà cô chú nha. Bữa nay được ăn ngon nữa ta. Bữa nay là con hôm nay chút ếch à. Hai đứa con bự vừa bớ luôn. Vừa bớ luôn hả? Con thì vừa vừa. Vậy đó hả? Ai, con có ai bự nhất? Con. Đây để cho ông bà cô chú xem. Tại vì Tâm Em đó. Tại vì Tâm Em nhỏ nhất. Tâm Em nhỏ nhất nhà là được con bự gì đó hả con? Con cái mặt Tâm này. Tại vì con với hai cái nhượng thôi à. Vậy đó hả? Trời ơi. Rồi ba đứa chào ông bà cô chú ơi. Dạ xin chào bà cô chú. Chào bà cô chú. Đang theo dõi kênh Tâm Sinh Thiên Thần. Chiêu vậy. Phải không? Cô đẻ. Không phải. Rồi hai đứa ăn ngon phải không? Cô đẻ, cô đẻ. Mời bà cô chú ăn đi. Mời em bà cô chú ăn. Cua đâu có ăn ngon vậy ta? Ở đâu mà có cua ăn hoài ngon vậy? Cua biển á. Ở đâu có? Cua biển ở đâu có vậy? Hả cha mua hả? Dạ, ngày hôm qua ăn tiệc hả? Ừ, hôm qua tiền ơi, cho gia đình của Bảo sang chơi với bà cô chú rồi. Bảo sang chơi đem con cá gì á tặng cho nhà Tâm Tâm. Đó là cua biển. Cua biển Cà Mau. Cua biển Cà Mau. Lúc này là Tâm được ăn ngon hoài luôn. Cán bộ trưởng mấy ngày hè, mấy cái tháng hè nè. Tới vừa học là bắt đầu hết được ăn rồi. Ủa, tại sao vậy chị? Hả? À, tới vô học mình đi học suốt rồi, thời gian đâu mình ăn. Anh chiều chiều mình ăn cũng được mà. Thôi, ăn ở trường rồi, về ai cho ăn nữa? Thì con đâu có chưa có nào. Lúc về nhà là xa, thiệt là xa. Nhưng mà con không có nào. Trong thời gian cua đã luôn. Đâu ra vậy hả? Ăn ở trường không là về nhà chỉ có việc đi ngủ thôi. Về nhà ăn tối cái. À, phải ăn tối nữa hả? Ăn tối là cái món ăn tối cua. Ngày chỉ có học rồi ăn mà học không giỏi nữa là bị la là phải rồi. Con thông báo cho mọi chú, bữa nay tao mày được 8 điểm đó. Con được 10 điểm đó, thấy chưa? Ăn thì đòi ăn nhiều, cua thì đòi ăn cua bự, mà học thì điểm thấp. Con cua bự nhất trong bỏ chân xuống đây ngồi cái chân để gì kỳ vậy nè, càng ba lớn đi nè. Cái này á thì là không phải là thương ít thương nhiều đâu nghe ông bà của chú. Cái này là cầm lên cái Tâm chị là thôi là nhường cho em đi, bởi vậy mang cái tiếng chị vậy nè. Lòng với Tâm chị là tự biết luôn ông bà cô chú, có cái gì to gì bự là để cho em út trong nhà. Hai lớn nhất đó. Đúng rồi, anh hai lớn nhất. Có lẽ anh hai phải ăn con bự nhất mới đúng á. Con đó Tâm Em ăn, con này con ăn mới đúng. Đúng rồi, con bự là để đáng lẽ là phải để dành cho anh hai. Đúng rồi. Đúng không hai? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Con này là chỗ Tâm chị. Vậy con dành lại đi. Không. Vậy Long có dành lại không? Nè, hai không dành lại đâu nha. Tự nhiên sao? Gặp luôn. Sao? Nói không, gì đó. Nói không dành mà tự nhiên cầm luôn. Thôi để cho lầu cho ăn này nha. Gì ăn nó cũng xuống răng như con vậy. Trời ơi trời. Lẽ là bữa nay đi nhổ răng cho Tâm rồi đó ông bà cô chú. Nhưng mà thấy mấy con cua thôi uổng quá, sợ tôi về Tâm ăn không được. Thôi ráng cho ăn cua xong đi rồi tính tiếp. Ok, con okay. Này cũng đi nhổ răng theo con luôn. Con này cũng đi nhổ răng luôn. Rồi để cho lột cho. Để con cầm khí lên đây. Thôi để cho làm cho ăn dạ, nè. Dạ. Mời em là cô chú ăn chỉ dạ. Cho cái này thôi. Tâm Em có mời chưa? Tâm Em có mời ông bà cô chú chưa? Em mời cô chú ăn.
Rồi tránh xích ra, xích ra cho cha làm nè. Tâm chỉ có hai cái càng luôn, con có một cái à. Ôi, cũng biết phân biệt, cũng biết nhìn dòm ngó dữ lắm à. Cái này nó nút kẹp gì nữa. Nhẫn quét à. Sao? Nhẫn quét à. Nhẫn quét hả? Nhẫn gì? Nút kẹp nó có kẹp máu luôn á. Nè. Cái này nó hay nhẫn con á. Trời, con nhẫn này mà. Trời ơi, cho tâm chỉ kìa. Kìa, tâm chỉ cho con kìa. Tâm em cho con. Mà nha. Đó, thấy chưa, thấy ngoan chưa. Con này đi thù lù là đôi chị ăn thịt được, mà. Ăn cái, được. Cái này là thịt đó, con cắn thử thôi. Tâm chị cắn này, bảo đảm ngon cực kỳ luôn. Bảo đảm luôn hả? Con không? Cực kỳ. Con để cho đó đi. Cái nào của tâm em ạ? Cô bác Sáu đem về là cô này chắc thịt dữ lắm luôn nè. Không có sợ bị lầm như mua cô ngoài chợ. Cô này là bảo đảm 100%. Cho con. Rồi, em cho con mấy cái này nè. Để con cho tâm em một cái. Con hai đứa con ăn chung này. Rồi. Quá ngon. Ủa quên nữa, sao giờ chưa có mời gì hết trơn. Dạ, cầm càng lên đó. Thấy vô hí hí vậy ta. Trời, bữa nay mát mẻ quá. Cái gì vậy tâm em? Cái gì mà ồ cái mồi nghi miệng vậy tâm em? Ai làm tóc cho con cái kiểu tóc độc lạ vậy? Dạ mẹ. Mẹ nhớ mẹ, mẹ tôi bính hai bên mà. Sao? Tâm em làm vậy á. Thiệt tình. Bị đứt chứ. Đó, lần dễ phân biệt cho bà cô chú phân biệt thôi. Tính ra để ý là ngày nào mà mát mẻ là ngày đó Tâm có đồ ăn nha Tâm. Đúng rồi. Cái này con cảm ơn cha. Cái này mai con ăn không phải cái này hồi con ăn chung nè mẹ. Đúng rồi. Mát mẻ là được. Mát mẻ là có đồ ăn ngon ăn này. Tôi có nhiều hơn. Con bóp cho. Con bóp được rồi. Đây cha cầm chứ. Nè. Nặng lắm, cứng lắm, cứng lắm. Kéo hết đưa em rồi bỏ lên đây nha. Ai chị em phải biết nhường nhịn là đúng rồi. Đúng không? Cứng nhắc. Phải biết nhường nhịn nhau. Cua ngon lắm. Chắc thật. Ăn cá đi ra luôn. Rồi đây. Đây cái này là cắn cái này nè. Có cái càng nhỏ mà thịt nguyên cục thịt chi nè. Năm năm nè. Năm năm. Sao tốt quá vậy? Năm năm. Nãy giờ đút cho tâm chị không vậy? Biết sao không cha? Ý đồ. Ý đồ gì cha đón rồi. Cái càng hả? Càng nhỏ thì đút tâm chị, đặng hồi cái càng bự. Cái càng bự là cũng đút tâm chị luôn đúng không? Thiệt không? Hứa nghe. Hai càng bự hai tụi con. Nè, rồi anh hai ăn cái gì? Anh hai ăn tôi anh hai đây. Ai biểu anh này? Hồi nãy anh hai anh ra ăn trước gì? Nhớ nghe. Thôi hai ba đứa ăn chung này. Đó, vậy mới đúng. Con có hai cái càng lận. Ủa, tức là con bữa nhớ là phải để dành ba đứa ăn chung đúng không? Đúng không? Mẹ, năm nay mẹ ăn tiêu cho con đi. Trời, tâm chị cắn cái này. Cảm ơn nha. Anh hai lỡ ăn trước, vậy mình nói anh hai tham lam. Xin lỗi anh hai coi. Xin lỗi anh hai. Tại con học bài lâu chứ bộ. Xin lỗi anh hai nha. Học chi cho cái này. Em xin lỗi anh hai. Ngon quá. Ăn. Rồi, để tâm chị cắn xong rồi thà cắt cái này. Thèm quá. Quá cho thèm mà. Hồi ba cho con ăn. Ba cho con luôn. Thì cha có phần không, luôn. Mẹ không ăn đâu, mẹ không ăn rồi. Mẹ không ăn nữa đâu, ngán rồi. Cha cũng có phần nữa hả? Ồ, quá ngon. Mẹ cũng có phần mà. Dạ rồi, mẹ thèm nữa ta. Mẹ thèm nữa ta. Cho con à. Cắn miếng nữa. Chị cảm ơn. Đứa không gan ăn miệng ghét lắm. Dạ. Quay qua đây nha, cho bà cô chú coi cái miệng con hả Tâm chị? Không biết Tâm em nói gì không? Thôi đi ra ngoài bác sĩ nhổ hết hàm răng. Cái Tâm em chỉ bên đây con còn gì đâu nhổ. Ủa vậy luôn hả? Con còn cái gì đâu mà nói. Vậy là khỏi đi nhổ hả? Có gì đâu nói nhổ. Vậy là con. Con không có gì hết trơn để nói. Xong con có ý đó con nói luôn. Sao?
Là sao, giải thích lại không hiểu gì chưa á? Tâm nói nhiều cái không hiểu. Không hiểu rồi, hiểu rồi. À, ngày hôm qua nghe gồng nói cái vụ mà vườn có mây tơi bờ qua lá hết thì mà trong bà của chú xem kìa, vườn người ta tốt vậy đó. Tao chà bá vườn quay. Quay cái kiểu này thì cái vườn bắp nó tốt lắm nha bà cô chú. Còn mình quay cái kiểu mà ở trên quay xuống là bắp nó lớn không có đều không bà cô chú ơi. Cái này cái đất không có tốt. Chỗ về chỗ khác. Có cây thì đều đẹp hết, còn mấy cái luống rau cải thì chết hết rồi bà cô chú ơi, chỉ còn cái luống rau muống thôi. Phải đang trồng lại đó. Đang trồng lại đúng không? Hy vọng là nó sẽ tốt hơn cái lần đầu. Đây, con này ngon quá. Con này nhỏ nhỏ, mấy con nhỏ nhỏ giờ chất lượng dữ lắm luôn. Ủa, ăn con này mang trước mà. Hả? Mình ăn cái càng nhỏ nhỏ trước. Cua này là cua bắt sáo nuôi mà, cho nên là bắt sáo chọn mấy cái con mà chất lượng đem đi tặng á. Có chất lượng nè. Ăn từ từ càng nhỏ mà tới càng bự. Hai chị em mình chia nhau phải không? Dạ, cái cá này ba đứa ăn luôn. Làm sao? Ba cho con ăn luôn. Ba cho con nữa ba đứa. Ba. Ba anh em hay là sao? Bốn cho con. Đúng rồi. Đi quá. Hồ lô con cua. Không có cái kẻ hở luôn á. Còn cái chuyện này thì mẹ chuyện này một chồng bá luôn. Chưa để cho lột ra nè. Mẹ nè. Cái đó cho anh hai được không? Dạ được. Cái này cho anh hai. Hai cho mẹ nhỉ. Hai con để. Cỡ hai ngày đó. Cái này được. Con còn cái cỡ. Ủa cái này con đâu con? Con đâu? Con này quá trời ngon luôn rồi. Cái này con được. Chất lượng hơn cái đợt cua mà của mình bữa hổm nữa. Ủa chưa có mở mà. Chưa, con này chưa mở. Chưa mở mà. Con này mở rồi, con ăn nha. Chúc mọi người ngon miệng. Ồ, chúc cả nhà. Chúc cả nhà ngon miệng. Đã quá, chiều nay ăn cái này. Nhất cái nắp. Con cua này á, mặc dù gặp nó ít nhưng mà con cái thịt là nó ngon. Ông bà cô chú nói 11 con nói cái từ ngon thôi nghe, con đừng có dùng từ nó nhứt cái nách nghe chưa. Cái cũng cái câu nó cũng đâu có gì đâu, cũng nhứt cái nách như là mấy câu nói vui của mấy con mà đâu có gì đâu. Đúng không Tâm? Dạ đúng, con mới ăn cái này. Từ chưa tới mình con cũng có tan luôn. Hả? Mình ăn đồ ngon là ngày mai mình phải được 10 điểm mới được đó nha. Đúng không? Bữa nay cho ăn cua rồi mai 8 điểm là buồn lắm đó. Nha. Tâm em cho hứa đẹp. Không? Quan trọng là Tâm em thôi. Tâm em hứa không? Dạ hứa. Hứa viết cho đẹp nha con. Dạ. Mai mẹ chở đi học á. Cha mẹ chở đi học với ai thắng ai thua. Phải cha với mẹ mới được sao? Dạ. Rồi. Mẹ phải cha cưới con rồi mẹ cưới thêm em. Cái gì? Chặt cổ vũ. Trời ơi, phải cần cha mẹ đi là đi theo lệnh cổ vũ vậy đó hả? Nhà bà đã không có đủ ghế rồi mà dắt cha mẹ theo con, học nữa hả? Thì á. Cha ngồi bên đây với con rồi mẹ ngồi bên đây thêm em. Không biết bà cho không nữa à. Cha con cảm ơn cha. Còn gì đâu mà ôm. Rồi. Chưa cái này để cha xé ra nữa. Ngán chưa Tâm em? Cái này nhìn thấy ghê nhưng nó ngon cực kỳ. Sao nhìn ta ngon vậy mà nó nhìn thấy ghê, thịt thì có màu đen đen vậy đó. Cua mà con. Nó đâu có trắng tươi được. Cua mà. Nhưng mà bây giờ con đau nửa bên đây thôi, con nhai bên đây. Tại gán ăn thôi chứ cũng nhức lắm đúng không? Cũng đau lắm đúng không? Dạ. Tội ghê á. Đau nhiều. Ai có nhức răng không ai? Không. Anh nói dạ đó. Nói chuyện đúng rồi. Trời. Ai nói lại? Dạ không. Nói chuyện của chừng ông bà của chú là. Đúng rồi. Để con đưa tâm em cho. Thấy cái này mà để đúng em nhắc nhở nữa hai. Hai không được rồi. Hai rút kinh nghiệm nghe chưa? Anh hai đi học đi. Anh chị cũng vậy nghe chưa? Không, hồi sáng á, mẹ đưa chú thích. Nhưng mà
nó cảm ơn là em nói dạ nhớ nha. Chị nói cảm ơn là phải kèm từ dạ đúng không? Chị nói gì nè, dạ con cảm ơn mẹ gì á. Đúng rồi. Nhưng mà tâm em nghe làm sao mà bắt bẻ anh ta vậy ta? Còn ai bắt bẻ nữa, mày đặt bắt bẻ nữa. Thôi, hai con cho tâm em nữa. Thế vậy con ăn cho, con nhường em hết vậy ta hả? Nói lớn lên coi, cảm ơn ta nói lớn rồi mẹ coi đúng không? Cảm ơn, phải nói lớn. Dạ em cảm ơn chị. Bắt bẻ anh ta là mình phải nói chuyện cho đúng nha chưa? Dạ con ăn cái mình đó. Tụi mày ăn cái mình, con cua tụi mày em đi. Ồ. Có gạch không? Cũng có gạch nữa nè. Ngon quá Tâm ơi. Gạch nè, gạch nè. Cái lấy gì cho? Gạch đó. Tay sạch không? Sạch mà, cái ăn con rửa rồi rồi hết rồi đúng không? Đúng. Rồi để đi, để đi. Cái này con đâu có dọc được, cái này là phải lấy muỗng múc nha. Wow. Nè, ơi, chuẩn bị nè, chuẩn bị quay quay thẳng nhìn ông bà cô chú kìa. Ăn sao cho ngon. Ăn vậy đó. Mình ăn mình tém tém cái hàm răng mình lại để ông bà cô chú thấy hàm răng xấu quá. Anh em bẻ cái càng. Rồi ăn tâm em. Em muốn đi cha. Tâm em đó, ăn coi, ăn sao con tự nhiên đi, con tự nhiên luôn đi. Trời ơi ngon. Cái này thẳng mới đúng chứ. Bữa nay Tâm nhiều trò lắm luôn á. Nhiều trò đâu? Tại con có trò gì hết trơn á. Không có trò, phải trò giết con, đâu có trò giết đâu. Nói gì sao? À, để gạch con ăn không được đâu. Được mà. Không được, gạch là phải cho mẹ. Con ăn nhiều không được. Nha. Ít mà. Ờ, để ăn có con nè. Mà con chứ không nhớ. Hôm trước ở nhà mẹ đưa con hết cục gạch luôn. Hết cục gạch luôn. Ngon quá. Chị ngon luôn. Làm quá. Lố. Cái này hơi lố nha ông bà cô chú. Thôi chị em diễn lên chứ. Diễn là Tâm em diễn quá diễn rồi. Hả? Con ăn mà mọi người. Con ăn bây giờ rửa mới ăn rồi. Đâu gắn rồi. Quá diễn rồi. Hai ăn xong chưa? Còn càng chưa biết sao đi. Chị đấy, đâu rồi? Đưa cho giúp cho. Chị con hả? Chưa, con để đây để cho làm. Ngon. Đây là Long có cục thịt này, gắn ăn đi con. Trời ơi, ngon. Làm quá, diễn rồi, 1, 2, 3, diễn rồi. Ngon sao đâu. Ngon. Cái này mày trò với gì ta? Tâm em ơi, diễn cái nét buồn coi. Buồn nó phải không? Rồi vui rồi. Đâu diễn cái nét hết tiền coi. Diễn cái nét hết tiền sao? Hết tiền mặt vui dữ vậy. Cái càng này cứng quá Long ơi, con đem vô trong con ấy, con đập á. Giờ này cái nghe nhái kêu rồi kìa Tâm. Cởi con nhái đi. Đang ăn thì bất cứ cái gì cũng kệ. Sao cởi nó không đi. Ừ, chứ mình đang ăn mà đúng không? Quan tâm gì? Nó kêu vui mà. Nghe im tai mà. Vui hồi nào con hay buồn, con hay rít tai gần chết gì á. Sao ngày nay mà Tâm em ơi. Dạ. Ngày nay con kiếm chuyện quá vậy. Có đâu con diễn nè. Diễn đó hả? Diễn ờ, con gái ngồi thì mị chút coi. Thì mị lại. Ngồi bỏ chân xuống con. Bỏ chân xuống. Ngồi giống Tâm chị kìa. Tâm chị ngồi thì mị kìa. Con thấy Tâm chị thì mị không? Bắt cái ghế ngay ngắn lại. Không có diễn kỳ cục vậy. Bà cô chú là ai giờ? Đó. Ngay ngắn lại. Tới lúc nào nghiêm túc là mình phải nghiêm túc. Quá ngon luôn. Trời ơi, Tâm chị ăn lên luôn kìa.
xong chưa? Rồi. Hai ăn xong rồi hai dọn, hai dọn em trước nha. Dạ. Em mở ra cho cô ăn được. Mẹ còn món này chưa được ăn rồi. Nhưng phải nó ăn rồi. Mẹ còn món này chưa kịp ăn nữa kìa. À. Bữa nay ai cũng có đồ ăn hết trơn nha bà cô chú. Vậy mà không có ai cảm ơn cái người đi kiếm hết trơn á. Con cảm ơn cha. Biết người đi kiếm là cha luôn hả? Dạ. Mẹ kìa, mẹ bữa nay mẹ có cái gì ăn nữa kìa. Dì nước này hôm nay mày đi ruộng về đốn được một quầy ngon lắm bà cô chú ơi. Hôm trước ở nhà còn mấy có khách là cũng đi kiếm dữ lắm luôn mà không có. Sao khách vừa về sao cho kiếm có hay vậy ngộ vậy? Đi bữa nay đi ruộng á rồi có cái đám lá dưới sông đó mới thấy. Xong rồi hả ta? Con ăn xong rồi. Xong rồi làm cái gì? Bây giờ con lấy quầy dừa ăn chặt. Chặt cho mẹ ăn hả? Chặt không biết chặt không? Có gì ăn ké. Con để ra xích đằng kia chỗ trống thôi, chỗ này chặt. Ừ để chỗ đó đi. Nè. Hết nè. Rồi nghỉ hay là hết rồi ăn nữa? Hết rồi ăn nữa. Có đâu ăn nữa ngộ gì? Hết rồi mà. Hết rồi đi vô răng. Nhưng mà vẫn phải ăn nữa. Ăn cho đã đi rồi ngày mai nhổ răng là hết được ăn rồi. Có đâu? Hả? Tâm hồn đi nữa mà. Hỏi con hỏi anh hai cái nhổ răng có đau không? Anh hai nhổ răng có đau không? Không có đau gì đâu, nhỉ bình thường. Ngày qua nay tâm hỏi hoài luôn á. Mẹ em sợ. Không có sợ đâu có đau đâu con. Đau không? Em chỉ hồi hộp thôi. Không, chị không có đau rồi. Hồi trước á là cái kỷ niệm con đi nhổ răng nó rất là bình thường luôn. Dạ, con rất là sợ đau nghe không? Rồi á con vô con nhổ răng người ta có xịt cái thuốc tê vô răng á. Con rồi, không? Ta nhổ xong mà con không biết luôn á. Nó thấy chưa? Nhưng mà nó là sợ mà ta chết chứ em sợ. Em nhổ chứ em không có sợ mình cha. Vậy hả? Để bác sĩ chết vô rồi. Không có chết. Con còn nhỏ bác sĩ đâu có chết đâu. Quên nữa, nãy giờ quên cái vụ đeo bao tay. Nhưng mà may đã vệ sinh sạch sẽ hết trơn mới dễ lột cho hai đứa ăn nghe ông bà của chú ơi. Cũng gắn vệ sinh cho mấy vậy con lắm. Hồi nãy giờ ăn gần xong rồi mới nhớ chật cậu quên đeo bao tay nữa. Cái này là trai còn diễn hơn con nữa đó Tâm. Cái trai diễn sâu quá à. Sợ bà của chú là mình ăn uống chỗ này nè. Nhưng mà trước khi ấy là mày đã vệ sinh rồi hết rồi. Cho mấy dì dám cho các con ăn đó bà cô chú. Con cảm ơn cha. Mày đưa tay. Đeo bao tay vô khó làm lắm. Thế là đậm mà chết trơn hả? Ừ. Con mới cầm đi một cái thôi mà nó sức rồi. Ừ. Anh hai bây giờ me cái càng bự vậy nè. Nãy anh hai chơi vô duyên lắm không nha. Sao vậy? Anh này bỏ chân xuống, bỏ chân xuống. Anh này kẹp cái tay con luôn á. Tình á con gái gì mà ngồi kiểu gì kỳ đã chỉnh sửa hoài à. Ngồi thì mỹ lại. Này con. Chứ mấy cha con lẹ lẹ đi chứ mẹ muốn ăn dừa nước dữ lắm rồi. Sắp xong rồi. Cẩn thận nha. Quay gắn quay. Chồng máy quay mà gấp nữa. Gấp chứ không gấp. Con tưởng mẹ ăn cái gì ai mẹ ăn dừa. Dừa ngon mà, dừa nước ngon mà. Ngon hơn cua nữa đó nha. Cua ngon hơn. Đó, ông bà cô chú thấy không? La hồi ăn cũng bỏ cái chân lên nè. Ôi. Chính không được. Phải thì mày nghe không? Phải ngồi ngay ngắn như Tâm chị nãy giờ là đặc biệt Tâm chị không có gắt chân lên nha. Con cảm ơn cha. Ừ, đấy nè, cái này nè, chắc là cha để đây nè. Cha để đây cho con chấm. Ừ. Ôi kìa. Ngồi mỹ nhất na vậy coi. Chị la con rồi Tâm em. Con ngồi thì mỹ nhất na lại coi. Con gái này mà cũng ngồi thì mỹ nhất na vậy. Rồi. Thấy không mẹ, hơi tối rồi. Hơi tối rồi nè. Ai cho nguyên cái màu vàng luôn nè. Tâm em con ngồi ngay ngắn lại. Dạ, ngon. Ừ, trái nào con mới chặt xong luôn Tâm. Không. Dừa này ăn được, cỡ này ngọt lắm nè ông bà cô chú, nó còn hơi non xíu nhưng mà vậy là ngon rồi. Con chặt để điên tiếp cái mình gỡ ra bỏ vô ly. Hết trơn rồi.
quả ngon. Hết rồi. Rồi mình đứng dậy đi rửa tay rửa miệng lẹ lên. Ai dọn dẹp? Tâm em còn gán tiết kìa. Tội nghiệp nhỏ không? Xong xong hết rồi đó ông bà cô chú, ăn uống cho Tâm rồi xong hết rồi đó ông bà cô chú. Bây giờ á, bây giờ đi tắm nha. Đi tắm thôi. Thôi mình cái gì? Được cô chú ơi, cũng xong rồi. Bây giờ đi tắm. Rồi bây giờ để cho mẹ đi ăn vừa nước hay đang đợi mẹ. Rồi xin chào tạm biệt bà cô chú nha. Xin chào tạm biệt bà cô chú. Rồi bye bye bà cô chú nè. Bye.